Xin giới thiệu với các bạn set thứ hai đánh đôi công giữa Khang Libero Vĩnh Long và Hai Nồ Long An. Set đó bắt đầu điểm 0-0. Một pha phát bảo quá quyền lực ăn điểm trực tiếp của Khang. Điểm 1-0 cho Khang. Cho Hai Nồ là Hiếu Lê Thanh Hoài. Xây dựng của anh sĩ xã Phú Đinh Tam Đông Đồng Tháp. Điểm 1-0. Hai Nồ một bóng thông minh. Điểm cho Hai Nồ một đều. Chúc các bạn luôn những ngày cận kề Tết xin chào. Ở đây đứng cây nè. Đây bỏ cá anh. Xin lỗi các bạn, trọng tài người ta quá thiệt tình, người ta nhiệt tình chứ các bạn ơi. Bây giờ giao lại thì trọng tài gọi em đi, bắt em xin lỗi. Rồi pha bóng vừa rồi là Khang Libero chạm lưới và trọng tài bắt. Trọng tài này có thể là mới bắt trọng tài độ lần đầu. Tụi nó bắt sao? Đừng bắt, em đừng bắt. Để tụi nó bắt đi. Điểm cho Hai Nồ 2-1. Bóng bê quá đẹp của Khang Libero. Điểm 2 đều. Một cú phát bóng mang điểm trực tiếp bộ binh. Một pha phát bóng quy lực và có tính may mắn nâng điểm số cho Khang 3-2. Ôi anh, cái này là 3-2 đúng rồi, tôi cho 2-1 luôn á. Cái này là 3-2 đúng rồi. Điểm 3-2. 3-2 đúng rồi. Bóng tốt. Pha tách biên ngay lên luôn. Pha có bóng để trực tiếp của Khang. 4-2. Một pha phát bảo quá chính xác của Khang nâng điểm số cho Khang 4-2. Hai Nồ là bóng quá uy lực. Điểm cho Hai Nồ 3-4. 3-4. Phát bóng không vào lưới. Điểm cho Khang 5-3. Thứ hai của kèo hẹn này nha các bạn. 3-3 đôi công giữa Khang Libero và Hai Nồ. Trời ơi.
và phòng thủ không được tốt. Hano 3-4 tốt. Điểm cho Hano 4-5. Đầu đen lại rồi các bạn ơi. 4-5. Chắn bóng ra ngoài. Điểm cho Khang 6-4. Quả công lưới tốt của Khang. Chúng ta chắn Hano 3-4. 6-4. Có bóng ngoài quá xa. Điểm cho Hano 5-6. Đáng tiếc cho Khang, pha bóng giờ pha bóng bay ra ngoài. Dùng móc. 5-6. Đi. Dạ. Chi lâu. Chú Sang ơi. Chi lâu. Lấy được ngọt ngọt. Hết mà bao chạy đi. Bạn hết sức lâu mới gặp là trời. Để mấy năm từ từ đi nhé các bạn. Hai mấy năm mới gặp nha. Nhiều. Vậy còn sống là mừng rồi. Trời đậu bạc chứ hả? Hai thằng mình còn sống là mừng rồi. Bạn nghe chơi nghe chưa? Tôi chơi chơi. Điểm 5-6 cho Hano. Bóng tốt. Có bóng bảo nghe gốc chữ A. Điểm cho Hano 6-6. 6-6. Một pha đập bóng quá quy lực của Khang. Điểm cho Khang 7-6. Ra tay quá quy lực của Khang. Cái nào động cây? Trời ơi, nãy có đâu không? Ghê luôn rồi. Cái nào đó chín cây, đó chín cây. Hai nào bỏ bóng tốt. Điểm 7 điều. Hay quá. Hay quá. Quá hay. Cái pha bóng vừa rồi của hai đội và điểm cho Hano 8-7 hai bên đổi sân. Đổi sân. Thả bóng quy lực lọt tay trắng. Điểm cho Khang 8-8. Và dội bơm của Hano 5-6 cho Hano 9-8. Ba ta đồng ý của Hano quá hay. Quân ta.
Tiếp tục là một pha bóc bắt màu hổng của Gazin. Lại là xin giải bước một. Điểm 08 hay nào 18. Hai nữa không có biết, hai nữa không biết bánh không biết làm sao đâu. Không biết hay đâu. Có quốc cái ớt thích thôi, gói hay gói. Nghe nè. Alo. Nghe. Sẽ đâu tiếp tục điểm cho hai nồi 18. Đập bóng ngoài. Điểm cho nồi 11-8. Đáng tiếc và công lưới của Khang rồi thì vẫn chưa cần bóng bay ra ngoài. 11-8. Hoặc là bóng quá quyền lực của Khang. Điểm cho Khang 9-11. Chỉ có hai nồ và Khang được qua lưới thôi nha các bạn. Tất cả mọi người khác đều qua lưới là thua các bạn. Rõ quy lực bạc phải trắng. Điểm số cho hai nồ 12-9. Tốt của hai nồ. Chúng ta trắng của Khang bay ra ngoài. 12-9. Tập bóng với quyền lực. Đang điểm số cho Khang 10-12. 10-12. Một pha ra tay quá ghê quá. Để chặt hay ai? Rồi đợi sợi cho xin cho nào. Đâu xin. Mẹ tử mày mà tổ chát chứ phụ mày. Sợ cái mà có chẹo qua lỗ với chúng ta thôi. Sao xin, được không xin? Lại mày nói, mình lợi vô mà nói Đại Lâm vô hàng. Tục gì điệu không? Anh Lâm có bằng y học dân tộc nha. Rồi. Giờ mày cầm mày học lên gì nè, có nói sao biết đường phải không? À, khoảng ngày mai là cái tay này sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Tắm bớt massage cho Gia Xin nè. Học bên kia đi, học đi. Đạo đạo chú ơi, học bên kia bên đây, mày bị bên kia mày đau cái gì? Ai trời ơi. Học cái đây rồi, học ơi. Khảo gió nữa. Nè nè, sửa dụng ngón tay luôn. Rồi nè, đụng nè, cái này nó dừng, nó đứng nè, nè. Sẽ đấu tiếp tục điểm cho hai nồi 13-10. 13-10.
Và đội bóng quá quy lực của Khang, điểm cho Khang 11-13. Mười một mười ba. Quá hay. Tập bóng quá tốt, điểm cho Khang 12-13. Quá hay, cái bả vai của cổ tay của Khang. Thật sự cái cổ tay của Khang rất tốt. Đang nằm hai cây, đang nằm hai cây, đang nằm hai cây, đang nằm hai cây. 12-13. Pha phối hợp quá hoàn hảo của Hiếu Lé, hai nồ nâng điểm số cho hai nồ 10. Các bạn thấy sao về tình huống vừa rồi của Hiếu Lé và hai nồ? Này mấy là 15-12. 16-14-12. Và xử lý quá thông bóng tốt. Điểm cho Khang 13-14. Mười bốn đều không. Trời ơi, nó chơi nhịp. Đánh 16 tới các bạn chưa biết gì vậy đây xảy ra. Điểm cho Khang 14 đều. Quá hấp dẫn. Cái trái này hoài giống như nó bị bắt không có tập trung. Phát bóng ngoài. Một pha phát bóng hỏng của Khang Libero. Điểm cho hai nồ 15-14. Điểm cuối 15-14. Nghe về cho hai nồ. Quá kịch tính, quá hấp dẫn cho trận đấu này các bạn ơi. Ông quá tốt. Kết thúc chương trình tại trường hợp này hết. Xin mời hai đồ. 16-13. Kết thúc xếp thứ hai này đánh đôi công giữa hai nồ Long An và Khang Libero Vĩnh Long. Thì hai nồ Long An đã chiến thắng. Xếp thứ nhất thì Khang thắng hai nồ. Trời đâu cái rảnh nó cảnh nó cạch vô coi. Rồi. Từ từ, ngồi bên đó thì tự cho con thấy chưa?